Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay hai hôm qua mình lại tiếp tục đi bắt chuột các bạn ạ. Đây hai ông em, hai ông con mình tiếp tục quay cái mẻ ăn lưới này. Ở bên ngoài là cái đầu các bạn. Ruộng lúa thì vẫn được cả. Tiết hôm nay thì đẹp trời, không mưa như qua. Đấy, các bạn xem video ủng hộ cho hai bố con mình nhé. Đấy, cắn nhau rồi các bạn ạ. Không biết được có được nhiều không. Làm sao các bạn ủng hộ cho bố con mình nhé. Giờ bố con mình sẽ cắt rổn vào. Các bạn ra được từ đây.
đây cũng cả một quan phái họ Vạn nữa, cộng cộng bao nhiêu thì hai con. Kia hai hai con. Thank you.
ra cơ. Các bạn xem nhé. Kia hai con kia rộng nó khác đấy. À, đi con luôn. Vui ra là. Đấy. Nó cắn, có đảo nó cắn thử rồi. Đấy. Đấy. Hồi nán thì hồi tương thuộc. Hồi rất khô. Chỗ à?
là không đủ mà. Đây là phải viết thật sự bẻ rồi. Nó có con mẹ chứ vậy. Đấy chỗ nào? Chỗ này. Đây, bẻ xong. Thật sự mẹ. Không. To theo thêm vui mấy cân video của mình kết thúc tại đây nhé. Đây một bé của bố con mình đấy. Ai chà. Đây các bạn. 11-12 cân các bạn. Thế một bé toàn chỉ to thôi. Chỗ này thì cánh đồng lúa nếp này các bạn này. Này cây chuột bé bọn mình còn không bắt được nhé. Bé quá. Chỗ này vừa từ tầm tháng nữa thì bắt cho thơ thoải mái các bạn. Nhìn chưa đấy. Các bạn đấy. Bây giờ bố con mình cuộn lưới. Nên các bạn thấy video của mình hay hãy cho mình một like, một lượt đăng ký và chia sẻ kênh ủng hộ cho bố con mình nha. Xin chào tất cả mọi người.